À vâng, em Dìa cũng xin chào tất cả các cô các bác nha. Hôm nay thì em Dìa cũng có một cái chân mà ông xin giới thiệu với cô bác là trong thời gian vừa qua thì em Dìa cũng đi gọt quả bà con ấy. Nếu mà có cô bác nào muốn mua thì sẽ xin liên hệ cho bên số thiệu TV để mua giúp bà con cái chân mà ông. Đấy, bây giờ thì mà ông giờ này rất là đặc sánh luôn, nguyên chất. Một lần nữa thì em Dìa cũng xin cảm ơn tất cả các cô các bác đã đồng hành và theo dõi cùng anh em cũng như là quan tâm về cái mật của bà con. Hôm nay được cái mát mẻ với lại trời gió mát nhỉ, không nắng Vâng. gắt như vậy mọi hôm nữa. Hôm nay gọi là anh em mình đi vào đây có cái cơ hội rất là tốt luôn. Trời phù hộ không Em gì nắng nóng. có cái móc khóa đẹp nhỉ? Vâng. Phải như thế anh, còn không là mấy lần không tìm được cái chìa Rơi khóa. á, Vâng. móc quần áo vào nhìn như là sếp ấy. Ôi, ôi ngại lắm, chê vào. Xuân Thiệu mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt tại bản Lũng Lình cô bác nhé. Đó, hiện tại thì mấy anh em đang ở gọi là chỗ gần sông rồi. Hôm nay anh em vào đây thì cũng có cái phần quà của bà Thi ở bên Mỹ để mang sang trao cho mấy bố con của em Súng, gọi là đại gia đình em Súng đó, thì cũng vừa lấy được cái phần quà sang đây. Video đợt trước thì Xuân Thiệu cũng đã chia sẻ rồi. Video này thì tiếp tục cái cuộc hành trình, cái phần quà của bà Thi lên trao cho mấy bố con em Súng của bác nhé. Đó. Thế mà. Đi thôi nhỉ, bây giờ chuẩn bị lên đường thôi. Bây giờ thì mời cô bác cùng theo anh em Này Xuân Thiệu với em Dìa dạ đó lên tôi nhà em Súng của bác nhé. Đó, hôm nay cái phần quà này cũng gọi là trị giá 500 nghìn các bác nhé. Tại vì là trước cái phần tiền của cô của bà Thi ấy còn giữ lại là 1,3 triệu nữa. Hôm nay là Xuân Thiệu sẽ chi nốt mang vào cho gia đình em Súng. Mùa này đang là mùa đói rồi các bác nhé. Đây, cái khu này hầu như là chưa có một cái cô ngô nào lên cả, khô cằn thế này. Năm nay thì báo hiệu một năm khó khăn cho bà con ở cái khu vực bản Lũng Lình này rồi. Đó. không có mưa anh ạ, ở trên bà con nào ấy ở có trồng ngô được lo lên từ tốt rồi, nhưng mà do không có mưa nên là ngô đã gọi là quan vụ, có phấn rồi nhưng mà không bó được phân ấy, Còn được phân phân rồi. không bó được nên là ngô cũng gọi là Cái này hình không như là không rồng thành. rồi hay sao đây này? Chỗ này chờ là tao Thấy bổ hố rồi đấy. cho ta tao chẳng không à, hay sống bảo là cái này trồng được rất là lâu rồi nhưng mà Trồng lâu rồi á? không có một tí mưa nào nên là không thấy nó lên nữa, không biết là nó bị À lại leo ngược dốc này à? chắc là bị hỏng hạt hay như thế nào, muốn cho gì nhá. Thì theo vợ chồng nhà này chắc là không không theo kịp rồi. Vâng, từ từ nhá, đừng có mà lao xuống, anh em mình lại Tụt dốc đấy. mất phanh ấy. Vậy thật, vợ chồng lao xuống này anh mình mất phanh luôn. Em Mỹ hôm nay được cái lại còn thấy chắc là thấy sông mát quá nhảy xuống tắm thôi chứ không phải ngã đâu nhỉ. Gọi là anh sống đấy, anh sống thì gọi là lần này thì cứu người yêu hơn cả là cái gì đó. Như phim tình cảm luôn. Ôi dốc thế, dốc lắm Trượt quá nhỉ, đi. hôm nào vào để em Súng viết thành một cái câu chuyện tình đầy Vâng. lãng mạn ở khu vực gọi là Lũng Lình này. Vợ chồng đi rất là giỏi. Hay dùng cây nghệ à? Ui, cái Nhiều này thế nó gì? chở khế đất rồi. Tưởng là chồng nghệ, hóa ra là chồng ngô. Ngô à? Bảo là bãi nưa này nghệ rất là nhiều luôn. Sao lại nhiều thế? Để cái này chắc là ngày trước là rồng nó mới lên đều đấy nhỉ chứ? Thôi ở chồng là chị hả? Anh xong bảo là bãi nưa này là vó dĩ là như vậy rồi. Bạn đương là vốn dĩ là như vậy Vậy là gọi là không làm mà cũng có ấy. à? Quá. Gần đến nhà rồi. Kiểu này khả năng phải bò đi thôi. Em gì còn leo được không? Em thì vẫn lên được anh ạ. Kiểu là phải bò bốn chân lên. Nhưng mà có kể là anh mình ấy đi sớm đi cả ngày như thế thì hơi đói. Đây cái tuyến gọi là cái tuyến đường bà con vừa rồi mở đây, nhưng mà đi 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 tắt để đi đằng này lên quá mệt. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Thấy bố về ra đón à? Ý, nhớ bố chưa? Bố mẹ sao mà đi lâu thế? Các cháu hôm nay cũng Các gọi là cháu ở tụ đâu về tụ chơi tập về đông? đây. Con nhà láo xa phải không?
Xin chào. Đấy. À, đến nhà. Ô, đến nhà. Xe của ý. Mới mua xe à? Nhà hoa yêu xe đó gì? Nhà hoa yêu xe đó. Xe đó chỉ chưa đấy. Xe thì là chưa rồi. À, là chưa tôi mua ô tô à? Có các bác đi làm nữa ấy, à, đi nữa. Gọi là đi làm cái gì ấy, để xe đấy. Xem nào, xem cái cơ ngơi của gia đình súng cái này. Ôi dồi ôi. Ngài con lên. Ồ, nhiều thế. Nhiều ngan, nhiều gà thế. Thấy chưa? Cái ấy rồi, thấy trông à. Chỉ mua thế nhỉ? À, bây tử bà. Anh sống bảo là đều là của vợ hết đấy. Đều là của vợ hết á? Chờ, có thể, có thể chơi à? Để là mới mới mua thêm gà à? Anh nhà họ đưa cho cái nào chưa? À, lớn nhanh thế. Hả? Cái đàn gà con mà cho anh mình vào ấy. À, đã lớn thế này rồi á? Đã lớn lớn như thế này rồi. Ôi. Đập vào nhà đi. Ừ, nóng quá. Ôi, nóng thế. À, thanh niên nào đây xuống đây quét nhà đấy. Ê. Hả? Hả, con thì tôi chê. À, cái này. Nhờ chị thóc của tôi à? À, con của bác đấy. Con của bác á? À. À. Chắc là gia đình đi đủ dê mới nhờ vào đây cho con gì. À. Nếu một là chế đấy còn tốt hơn nữa chứ à? À, đúng rồi. À đấy, con gà nữa đấy thế. À, chưa cho phao tỏ cá gì rồi. Gà này mua là mới nở ra. Chứ như hao đỏ là chị hả? Được rồi. Tụi bó này. À, bảo là cái này cái về sau nữa. Về sau á? Ờ, thì là nở hai lứa rồi. À. Nên là cái này vừa mới nhốt vào đây. Đâu đâu dê đâu, đi xem dê cá chân nào. Chị đi, cho chị á. Ừ, mình đi em. Đi cho chị. Ui, nóng quá. Ui. Ê, thôi, xin chào. Ui, đẹp thế. Ui, từ từ chị cá chân đấy nha. Có con nào ở đây đấy? Từ từ chị à? À, thì mang về đây hết rồi à? Để tài mốt rồi tao mình xuống. Ờ, nên tài mốt á? Thì tiền rồi. À, thế là tuyệt vời nhất. Hả? Có một con dê này là đi đi bà ngoại là mẹ ngoại cho một con dê đấy. Mẹ ngoại cho một con dê á? À, ôi dồi, đẹp thế. Thế là mình cái chuồng này đủ rồi. Thế đầy dê còn gì nữa? Thế là con trắng trắng kia là mới đẻ à? Tụi mẹ đã rồi nha, không rồi. Màu đẹp phết đấy. Màu đẹp nhỉ? Ừ. Mỗi một con mụ ghê thế. Nếu tôi chắc chó rồi. Con dê rất là đẹp nhé. Cái này nắng nóng như thế này. Nắng nóng để tốc nó lên. À, mới cho thì cho xe tốc sao này. Mình mượn xe một tí thôi. Mượt mà luôn. Mượt nhỉ. Vâng. Ui. Chè lên nha lưng mẹ. À. Tôi rong cao đó. Tức là để được một tuần rồi à? Xong đấy khử á. Ừ, để được vào một tuần rồi. À. Thế mẹ ngoại mới lại cho thêm một con đấy á? À, tôi này tay mới tuổi á. Này tay chỉ mua là vô lò sáu tuổi mới á. À, mẹ ngoại là của hồi môn à? Bảo là mẹ ngoại cũng không có nên, nhưng mà bảo là con gái về lấy được anh sống không có cái gì nên là không phải đi mua một con dê về cho. À, để con đây, gái là phát triển kinh tế của hồi môn đấy. À, hồi môn đấy. Thường là bà con ở trên này, ví dụ con gái đi lấy chồng là có bò là cháu bò, đúng không? Đúng rồi đấy. Có lợn cho lợn, đúng rồi. Có cái gì là cho cái đấy. Vâng. Hay là con gái về đây thì cũng được của hồi môn là một con dê. Đúng rồi. Trời ơi, thế này. Trên này thì bà con kể là quẩy ít lòng nhiều ấy, có cái gì thì cho được cái đấy. Thì con cái đi làm ăn thì cũng phải có một con cho, gọi là con cái đi làm ăn ấy. Vâng. Cái này anh Súng thu nhập là gọi là thu nhập khủng. Thu nhập khủng rồi. Vỡ động rồi. Có cả vợ lại con, có cả dê nữa. Dạo này tóc hơi bù xù nhỉ. Chắc là mình thêm thành viên với lại thêm thành viên thì lại thêm động lực nữa. À, đi vào nhà để anh trao cho. Em hoa trẻ. Đâu rồi, vợ chồng đâu rồi, về đây anh trao cho phần quà này. Nó này chị bé à? Mẹ chị chết rồi. Hả? Em Mỹ thay quần áo chưa? À, nó không nhảy đó. À, em Mỹ thay quần áo. Ơ, chào anh. Chào em. Đồng vui quá nhỉ. À, nó này lấy mất khăn nhỉ. À, cho tụi mẹ một đợt ra. À, cho tụi mẹ quấy mẹ chị. À, bé này bị buồn ngủ à? Đúng rồi. Đòi chắc là đòi bố đòi mẹ rồi. Bảo là đòi bé đi chơi ấy. Đòi bé đi chơi á? Vâng. Thôi các cháu mà. À, đây nhá, hôm nay thì anh vào đây với gia đình thì tiếp tục có một cái phần quà này nhá. Cái phần quà này là của bà Thi nhá. Còn nhớ bà Thi không? À, bọn nếp bọn nhau có là Thi này mất gì? Đâu mà. À, với còn nhớ bà Thi ấy, ở bên Mỹ. Bà Thi ở bên Mỹ ấy, trước thì cũng hỗ trợ mình làm một con dê đực đấy. Và cũng gọi là thừa lại thì để mua gạo và nhu yếu phẩm.
thì cái khoản tiền của cô trước anh mua vào cho thì vẫn còn giữ lại 1,3 triệu đấy, thì hôm nay anh tiếp tục là mua vào đây một cái phần quà này trị giá là 500.000 nữa nhá. Ở trong này thì có gạo này, mới có ở trong này cũng có nhu yếu phẩm và hơn 1 cân cá khô ở trong cái túi đó. Nhưng mà cho mấy bố con với cả gia đình dùng dần. Ở đây bố thông thì bố là thế này mỗi khi họ tiếp tục mà nhu yếu thì nhu yếu thì cho họ trả bố là nhu yếu mà rất tốt đấy là nhu yếu. Thì mỗi tốt là nét đầu của nó ấy. Mỗi tốt là nét đầu nó. Cái phần quà này là trị giá là 500.000 các bác nhé. Cũng gồm một bao gạo, một túi nhu yếu phẩm và một túi với cá khô, mà hơn 1 cân cá khô để cho mấy bố con mới lại vợ chồng dùng dần. Nè, ở lấy lọ chảo ra. Thế thì mà tụi nhiệt tiết thì chắc sinh ô mà muốn như tôi bao giờ chú thì trôn chơi trò bây cho nhiệt tiết tu nó thì mà chắc sinh nha. Chắc sinh từ nhiệt lọ thì mà vừa trôn chơi thì mình chỉ chú chú trò bây nhiệt tiết tu nó chắc sinh. Gia đình bảo là rất là vui luôn. Trong thời gian gần đây thì gọi là gia đình cũng không có gì ăn nữa rồi. Nên là có cái phần quà như vậy thì gia đình cũng rất là vui, giúp được gia đình làm một cái vài ngày đấy, nên là anh chị cũng rất là cảm ơn cô ở bên Mỹ. Không chỉ có thêm dê mà cũng có cả lượt thức ăn ấy. Cũng xin được thay mặt gia đình em Súng là cảm ơn tới bà Thi ở bên Mỹ nhé. Cái phần quà rất là thiết thực và ý nghĩa vào cái thời điểm gọi là đói ăn của bác ạ. Đó, cũng xin được cảm ơn bà và chúc bà luôn thật nhiều sức khỏe và gia đình được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của bác nhé. Nếu mà họ một đây thì đấy, cái cá khô cá kiếc này lấy về để thỉnh thoảng dán cho các con ăn dần nhé. Mới đây chế thảo thì mua cho cho nhiều, ôi cho cho nhiều nó. Chén uống rượu ở hậu chắc à? Hậu chắc rồi. Anh à, mua bây giờ khác ở chỗ này nhá. À, bảo là, đi, lại cứ cho ba hả? Anh Sống bảo là cái chén đấy là chén uống rượu, thì em bảo là uống thế có ai vào đây uống rượu. Anh Sống bảo là ở trên này vợ chồng anh Sống đang đào một cái nền nhà. Đào nền nhà? Vâng, đào nền nhà. Chuẩn bị làm nhà. Nên ở trên à? Lấy cú cho ta. Nhà nước hỗ trợ cho anh chị là một cái nhà ấy. Nhà nước hỗ trợ cho á? Ta cứ là hỗ trợ là ba. Thế là tuyệt vời quá. Thế là tuyệt vời quá nhỉ. Thế là bây giờ là đang đào nền ở đằng sau này á? Nên thì hết gì khác rồi nhá. Thảo vào ta là cười liền đấy mùa ý chứ không? Anh Sống cũng bảo là hôm nay cũng có mấy người là giúp đang đào cái nền nhà ấy. Đang giúp đào nền đây á? Đang giúp đào nền đấy. Ồ, thế thì quý hóa quá. Thế sao không làm ở cái chỗ cũ này lại làm lên đằng sau kia thôi? Ôi chả nếu chị uống này, khó cũ này thế không? Ủa sao này? Khó cũ này mà là tế nhỉ? Là tế? Ây à? Là tế thì mà cái hiện tại là cái nền nhà cũ của vợ chồng là nương của họ thôi, nương của người ta thôi. Nên là nương của anh chị ấy là ở trên đấy. Nấy khá sợ, như ra lâu thỏ chết rồi. Ngay ở cạnh nhà cũ của anh xà luôn. Thế à? Vâng. Ở trong đây mình sẽ lên chia sẻ một chút. Vâng. Thế thì là cái nền nhà này là cũng không phải đất nhà mình á? Không thì chỉ nét họ ăn đấy nhá. Đây là không phải đất của anh chị ấy. Đây là đất của họ thôi. Thế à? Thế thằng nào cứ gọi là được hỗ trợ cái nhà để làm lên tiết kiệm trên kia. Rồi cất gạo đấy xong rồi tí nữa nấu nướng cho. Thế hôm nay là có bà con đến đây để phụ giúp đào nền gì? Nó là tôi thì bán đấy à, y là. Thì rất là vui rồi. Gia đình em Súng này năm nay được mùa rồi. Tuy là mất mùa nương ngô nhưng mà được mùa mọi thứ của bác nhá. Đó, lấy được vợ thì được của hồi môn gọi là một con dê. Đó, đến hôm nay thì cũng được sự quan tâm của nhà nước này, nên là cũng được hỗ trợ một căn nhà rồi. Hiện tại là cũng rất là vui rồi. Thế chúc mừng gia đình nhá. Này thì nhất mà thứ là nói chuyện còn đấy trời ấy. Gia đình năm nay mà may mà anh Sống lấy được vợ là được đủ mọi thứ luôn. Thế này thì bao nhiêu là Sống lấy hết được gì nữa. đây mới gọi là mới thật sự là gọi là thần tài đến nhà đấy. Được vợ về là đúng là thần tài về đến nhà đấy. Thế là bao nhiêu cái là anh Sống hôm nay là gọi là đại bội thu rồi. Có được mọi thứ rồi, thế này thì cuộc sống càng ngày càng đi lên rồi các bác nhá. Lớn thì quá chị à, tập bát rồi. Khăn chế. Khăn chế. Cái này là cái món là tạo chúa, hóa ra là bảo gia đình nứa cá ở đây. Nứa cá đấy á? Cá sông đấy. Thế đây là các cháu, đây là chắc là đến đây để cùng mọi người đến đây cùng ấy à, cùng đào nền à. Chân này cho tôi là tuân được khắc của chứ. Đúng rồi. Có các bác các chú ấy. Thế ở chỗ nào xong là anh em mình lên đây. Thế thế ở chỗ gì? Anh Sống cũng bảo là mời anh em ra đi xem luôn. Chết
À, chắc đầu đây này. Ôi, đông người ghê. Đông người thế. Xem nào, xem mô hình kinh tế nào. Trời ơi, bây giờ là ngan Việt thoải mái rồi. Trên này là nhà em xả các bác nhé. Đó. Đây, nhà em sống là quay lên trên này để mà làm ở trên này thôi. Nên là em chia sẻ là phía dưới này là không phải là đất của nhà. Cái này là trang nương của họ. Đấy, bây giờ thì gọi là được phía nhà nước hỗ trợ cho một ngôi nhà thì em đã chuyển cái nền lên trên này để mà làm rồi các bác nhé. À, bây giờ là lên trên này thật sự là làng xóm với lại nhà xa rồi. Ồ, đông người phết đấy nhỉ. Người thế. À. Ở đây phải gọi là một ngày có các cái chiến sĩ động chờ đấy. Ôi trời ơi, nhà đầu như thế này là rất là rộng luôn đấy anh ạ. Rộng thế nhỉ. Vâng. Ây da, làm cái nền nhà rộng thế hả súng? Ôi trời ơi, có xe cho đá đó gì? Anh sống cũng bảo là đã là một lần ấy thì mình sẽ ở mãi mãi thì sẽ làm rộng rãi hơn một chút thì mới được, còn không làm một lần ở cả đời thì làm hẹp thì không được. Đây nhỉ, cả cái khu này nói chung là nó cũng sát về phía đằng nhà em xà này các bác nhá. Nhà em xà thì ngay đây. Đây là chắc là cái nền đường nhà em súng hất về bên này. Còn phía bên dưới kia thì em bảo là ở cái nằm ở trên cái nương người khác. Em súng này thì bây giờ là tin vui đến lia lịa rồi. Gọi là cái gì cũng đến đấy. Cái gì cũng đến. Đây là chắc là cả bản đến giúp đây. Đây nhỉ. Thế là hôm nay là cả bản đến giúp à? À súng. Nó này cho cứ đi cho nhà nó trên giờ nào đấy rồi tôi báo anh khai đó. Gọi là hôm nay là anh em trong bản ấy là đến để giúp đào cái nền nhà. À. Cái này đào mấy hôm rồi? Cái này khai là chuẩn hôm nào chứ? Con này khai hôm nay khai tập bên hôm đó. Ba ngày rồi đấy anh ạ. Ba ngày rồi hả? Cả là cái này cũng đất là đất nhưng mà cũng dốc như thế này nên là. Thế là cả cái khu này là mới là nương của nhà mình à? Cho nên giờ nó ở họ ăn đó gì? À, nghĩa là cái đất hiện tại chưa cày là của anh sống đấy. À. Của họ là đã cày hết rồi. Của họ đã cày hết rồi. Thảo nào những cái chỗ nhà em sống kia là họ cày lên hết rồi ấy. Cày lên đến đó thì là đúng là của nương nhà người khác thật. Ở đây thì gọi là ở dưới này thì toàn là đất thôi, không có đá như ở trên nữa. Thôi để mọi người bà con làm đi vào nhà em xa một tí nhỉ. À đúng rồi. Cũng lâu đi thăm anh xa. Anh xa đi đâu rồi nhỉ? Không biết là vào nhà cho hai Vân đấy. Vẫn ở đấy à? Không thấy rồi. Không thấy, chắc về nhà rồi. Có khi là về đu nước pha chè đợi anh em ấy. Thế anh em vào đây cái là không thấy mặt mũi đâu nữa. À, lại về chờ anh em mình vào chơi rồi. Cũng lâu rồi, từ ngày sống nhà thì anh em cũng chưa vào đây cô bác ạ. Hôm nay tiện thể vào nhà em xuống thì cũng vào thăm gia đình một chút. Nếp bụi này, nếp bụi to này. À, có cái áo đẹp thế. Nếp bụi to á? Ừ, anh xa. Thế nên đi làm gì về à? À, nhà hôm bữa chị đó là xuống. À, giúp anh sống đào cái súng. Này anh ra. À? Làm được cái sân to đẹp thế. Ui, ừ, nhớ nhớ chứ. À, ông à? Vâng. Ủa, sao tia dòng đa thở đó chứ? À, ông dạo này khỏe chứ ông? Chứ giờ này nó tao nhớ đi chả xíu à, có khen mình gì à? Ông cũng bảo là bây giờ đấy là trong người ông thì vẫn cái bệnh tình vẫn như vậy thôi. Thế là ông có mệt nhiều không hả ông? Thì ốp còn no tao à này mới chỉ giá mới chỉ đánh thế này. À có giờ giá. Ui ồ có giá mà thế giá. Ồ có bao giờ giá chứ tua tao giá mua gì tao kế này. Ông bảo là thở, rất là khó thở và rất là mệt mỏi luôn.
ông bảo là khó thở, có khi còn không thở được ấy. Ừ. Bởi vì là cái cái trụ sở ý dầu cái ai thả nó làm cái hồi tình trôi ra cái nhưng mà ông có thuốc không? Ốc bảo hậu nhé. Chỉ hậu là nó tiếp chỉ chỉ hậu. Ông bảo là thời gian gần đây là ông không hút thuốc nữa. Chỉ hậu thuốc nữa. Nhưng mà trước thì hình như vẫn thấy ông hút thuốc. À vào đây là vẫn thấy cái điếu cày ông cầm. Chỉ hậu thì chỉ hậu mà của ba lỗ chỉ hậu. À ông bảo là từ lúc ông gọi là khó thở ấy, cho đến giờ là ông không cầm cái điếu hút nữa. Chào chị cả tuy mì cầu, tuy mì cầu là tôi vô vô bán bao nhiêu. Nên chị hỏi cho cháu nhé. Ông bảo là bây giờ không uống rượu, không hút thuốc rồi. Bệnh của ông là ông không được hút thuốc nhá. Ông phải bỏ thuốc đi, thì hút thuốc vào nó ảnh hưởng sức khỏe lắm. Người bình thường hút thuốc vào còn mệt, nhưng ông bây giờ lại còn đang mệt thế này, hút vào nó càng mệt thêm. Nên đi máu là này nhá, chỉ cho đông nhóm mà chỉ học giấy chứ chỉ học theo. Ủa, chả ít chỉ hậu liệu hay là mà. Chỉ cả tuyến hoặc. Ông bảo là. Rồi hậu á sẽ thay u học. Ông bảo là trước thì ông cũng là một người gọi là đấn đầu rượu với lại thuốc, nhưng mà về sau này ông đã bị gọi là khó thở thì ông bỏ hết rồi. Bây giờ gọi là ông cũng đấn gần như cái. Anh bắt nào mà hút thuốc thì ông cũng cảm giác là không gọi là không chịu được ấy. Nên ông có ăn được nhiều không ạ ông? Ốc nó tạm mỏ à? Mỏ mỏ. Dù như cán rồi thì giống như nó vậy, nó mới ít mình tỷ là thì giống như trên nó thì cũng chưa cho tổng tư đây mà nó mới ít mình tỷ đi, còn nó mới ít mình tỷ đi cũng vẫn đây. Ông cũng bảo là bây giờ ấy là gọi là ông cũng ăn cơm cảm giác là không có vị, không ngon ấy, không ngon miệng ấy, nên là ông không ăn được. Lần thì ông chỉ ăn được thời gian này ông cũng bảo không có rau ăn nữa. Nên là chăn nước lá thì có một lần chỉ được lân bát thôi. Chăn nước lá không à? Thế nhà chưa gieo được cái rau gì à? Chỉ tao không gieo nó gì. Gọi là bây giờ trời trời nắng thế này, đúng rồi. Nắng hạn như thế này. Thế rau được ít ngô rồi chưa? Vừa ta chờ hóa bất cứ. Trời có mấy mà tôi khô thế là tôi. Anh Sa cũng bảo là trồng được một ít thôi, nhưng mà do là nắng hạn như thế này là không lên được. Là ngô. Thế bây giờ còn ngô để mà dùng không? Bắt cử vào sân rồi. Chưa. Nói tiếp vào thông sân là lâu lắm rồi, không thấy. Anh em mình không thấy ý gì à? Không được giao lưu nhỉ? Thế ngon lên hết chưa? Cơm ăn còn không? Cơm hết rồi. Hết rồi. Đó, mình sang bên nhà mới xem nào. Lâu lắm rồi. Ôi bây giờ vừa làm cái sân đẹp nhờ, sạch nhờ, sân rộng rộng rãi thoải mái luôn. Cái này nó mới sạch sẽ chứ. Như thế này hôm nào có cái bữa tiệc thì gọi mời anh em đấy nhá. Này sân này quá rộng rãi, nhà em xà này do là cái chỗ nền nó cũng không được dốc lắm ấy, nên là nhà em cũng cố gắng đào cái sân nó rộng ra như thế này thì nó được rộng rãi thoải mái. Ở trong nhà mở hết cửa sổ hết đâu anh xà. Nhưng mà hôm nay thì đúng ra thì mọi người không ai nhà cứ đóng vào, sợ các con chắc là các cháu vào chơi thế này. Các con các cháu rất là đấy này. Ồ, nhà em xa này. Sạch sẽ nhỉ. Sạch sẽ ghê. Hình như không có cái thứ gì. Cái này gì định lấy về đường ấy á, đun bếp ở trong này á, hay như nào đấy? Alo, khó tổ rồi. Nhưng mà khó tổ là. Bảo là định làm cái bếp ở đây, nhưng mà cũng gọi là chỉ đàn để giống như cái thiết kế thôi, cũng chưa làm được, cũng chưa làm đấy. Ôi ở đây cái con dao bếp à anh Sà? Để cái bếp nấu ra ngoài chưa, không được lấy vào trong nhà, cái nhà là đen hết. Bây giờ cái nhà nó đang sạch sẽ thế này thì đun ở trong nhà nó lại cho nên ra một trâu nào rồi ấy, chỉ trâu chơi trả nha, lúc trên này đủ tả. Gọi là anh Sà đà vào cái vị trí giống như kiểu là gần làm cái bếp ấy, nhưng mà chắc có khi anh mình không vào thì làm luôn ấy nhỉ. Anh Sà cũng bảo là lấy vào đây để tặng thôi, nhưng mà mình cũng không đun áo ở trong này ấy. Đun mà thì đun ở cái nhà bên kia rồi, còn đun ở đây cái nhà này nữa. Cái này anh mình cũng chưa chắc chắn được, có khi là cái này làm để là làm có gì là làm thành công là có cái này mà là tức là phải có cái làm cái bếp ở đây, có gì làm cúng thì mới có cái bếp ở đây để làm á. Tức là nhà phải có cái bếp ở trong nhà. Thế thì làm cái gì mà cúng, có cái gì ốm đau thì đi viện như cứ cúng làm cái gì nhiều. Thế anh Sà, thế ở đây cúng một lần như vậy là mất bao nhiêu tiền? Ở đây 4-500 á. Thế là nhiều làm một ngày được bao nhiêu tiền mà 4-500 cúng? Đấy anh Sà nhá, như thế này nhá. Thế bao giờ cúng thì gộ
gọi gọi em để em số em cống cho. em lấy tiền đấy. Em chỉ lấy 200 thôi bên. Đấy, người ta làm một lần 4-500 thì có em gì thì em gì lấy 100 thôi. Ôi cái gì cái thì đừng suốt ngày cái gì cũng bảo cúng không được đâu. Tiền thì không có thì cứ cúng làm cái gì. Hay mà Halia chị hút tí á. Không không được làm cống nữa đâu. Ừ. Anh gì cũng em gì em khoảng năm trời nay có chưa cúng lần nào. Vẫn như vậy thôi. Gọi là lúc mệt mỏi thì có khi là mình làm việc có sức hoặc là ăn uống nó không đồng đều ấy, không đều độ nên là mới như thế thôi. Đấy, thì mình gọi là bỏ dần những cái thứ mà không cần thiết đi nhé. Ừ, đấy chị qua đấy cái khoản gia viên hôm nay thấy rất là ok luôn. Đấy, cái này làm mấy à, làm bếp à? Hôm nay uống lúc tao phát trong gì rồi? Ừ, nhưng mà cái này làm nó kỹ lắm, phải làm nó thưa một tí đi. Nhưng mà ubat để cái gì trên này? Ubat đấy. À không sợ đâu, cái này đây này nó có kín đâu, đến ubat thì cái nước nó chảy đi mà. Cái này là cái cây kiểu như là cây lau sậy à? Cây hình như cây lau sậy cây hay lấy cái ngọn về quê nhà. Ờ đấy đấy cái cây đấy. Nói chung là bà con ở trên này thường thường là cái này làm cái dừa hai tầng. Thường là cũng không có cây nhiều, cũng toàn là cây này nhiều. Đấy, cái này nhá, nếu mà để bát đũa thì không được để lẫn lộn nhá, bát ra bát mà nồi ra nồi nhá, không được để chung nhau là nó đen xì hết. Đấy. Làm một tầng nữa để gọi là nồi ở tầng dưới, còn bên trên mình úp bát đũa nhá. Cái này anh có bán không? Bán anh em mình lấy lại về nhá. Gọi là cái này giống như đồ cổ luôn. Chỉ mua nhá. Bán ơi, mình làm xong không bán nhá. 3-4 ngày mới được á? Bao nhiêu tiền? 3-4 ngày bán bao nhiêu tiền? Hoàn toàn tiền làm công là đường 6-7 trăm này, 6-7 trăm đấy, 700 mà nhiều thế, 700 mới bán đấy. Anh xả không à, gọi là có cái tay nghề cũng ok phết đấy. Thôi khả năng là anh em mình cũng đi thôi nhỉ. Vâng. Hôm nay thì cũng lâu lâu rồi không vào chỗ nhà em xả. Vào thấy cũng vừa nãy anh mình vào thì dân gọi là chờ cũng dân dân mát mắt. Bây giờ nắng rồi này, nắng gắt luôn, nắng thế này thì không trồng chọn được cây gì của anh à. Cả cái khu này vẫn còn xanh ngắt hết rồi. Chuẩn, chuẩn hết cả mắt. Ồ, cái này thì đúng là bà con năm nay lại một năm vất vả. Ở đây thì đi đến đâu thì bà con cũng thì thầm với nhau là mất mùa chính thức mà. Chính thức là mất mùa luôn. Anh xả lại tiếp tục sang bên kia đào này nhà cho anh sống à? Hả? Nhà xuống đào này nhà. Hả? Ừ. Nhà cho anh sống đào đào đấy. Ngày xưa thì người ta hộ mình, bây giờ mình phải hộ lại thôi. Gọi là bây giờ mình đi trả công nhỉ. Trả công. Cháu đi sang này một tí ông nhá. Ừ, mà toàn em mình chờ nhá. Ừ. À vâng. Hả? Ôi. Anh sống. Ừ. Hả? Nó mở chỉ tấn à? Ăn kêu chưa? No. Cố gắng nhá, bây giờ mình sắp có nhà, mình cố gắng thôi. Bây giờ có nhà mới rồi. Ủa thì tiền hả? Thế thì tao trên nhó. Anh sống bảo là một cái nhà không phải dễ đâu. Đấy. Mà nắn cũng phải đi làm. Đấy. Bà con ở đây gọi là rất là nhiệt tình, đến đây để mà cùng phụ giúp gia đình em sống đấy. Đó, hôm nay thì sang một trang mới rồi các bác nhá. Bây giờ mọi thứ mà gọi là cũng theo chiều hướng tốt lên rồi. Đó, quá nhỉ. Nắng quá. À, ơ, ở chỉ tao mò ra nó là vậy. Ừ, hả, chỉ tao mò. Chỉ tao mò hả? Đi nì mò. Ừ, ấy chỉ chăn tôi tiết là cho chơi tí rồi mua bếp tẩy vô. Ừ, thế là đi nấu cơm cho mọi người nhé. Anh Sống cũng bảo là bây giờ mọi người cũng làm gọi là gần tối rồi. Nên là cũng về, mọi người cũng bảo đói lắm rồi. Về nấu một ít cơm để mọi người xin một bát cơm. À, thế thì về lấy cái bao gạo nấu cho bà con ăn đi nhé. Ừ, mua bát sụa rồi nhé. Bà con ăn để bà con còn có sức mà cùng nhau làm. Là tiếng mưa giòn đó chú ạ. Có tin vui lia lịa thế này thì em Súng chả mấy là thành đại gia phố núi rồi nhỉ. Có một thứ thì thứ nào cũng có. Bây giờ là có cái căn nhà nữa là quá mỹ mãn rồi các bạn. Nó đi máu qua cho một thôi đó một nó nhé. Ừ, cho một chê. Mình nếu một chê mà không hết chỉ có cố này hết chỉ tao mỏi. Ừ, không. Tôi chỉ lo một nó. Ừ, không sao không sao đâu. Đã có gọi là đang bận ở đây thì anh mình cũng xin phép thôi. Anh nhau chế một hả? Anh mình chắc có lấy con về thôi anh ạ. Mình đi về thôi. Đi đi làm với bà con. Ông muốn cho lâu à? Ừ, thật lâu ấy, thì mà có phân chủ. Ừ, đi à. Xin chào nhá. Thôi, anh em cũng lên đường về thôi các bác ạ. Đó, trời là nắng chang chang như thế này. Cũng rất là vui cho gia đình em Súng rồi.
mọi thứ đều thay đổi theo cái chiều hướng tốt lên. Có lẽ là đây có lẽ là một cái bước ngoặt lớn cho gia đình rồi. Bây giờ thì vừa có nhà, có vợ rồi, có con vật nuôi nữa. Đó. Có lẽ là hôm nay thì cái nội dung Xuân Thiệu cũng được chia sẻ đến đây thôi cô bác nhé. Cũng xin chào và hẹn các cô các bác ở những video lần sau. Mong là các cô các bác cùng quan tâm và theo dõi nhé.